Dạ em Thắng Phạm xin chào các anh đang xem video ạ. Hôm nay em lên video review giới thiệu với các anh xem một cặp combo máy khoan với máy băng vít của hãng Milwaukee. Đây là mẫu mới nha các anh. Mẫu mới máy khoan là mẫu Gen 3, máy băng vít của mẫu Gen 3 luôn. Và đây là máy thật việc thật các anh. Thắng Phạm thử test ha. Đây đây băng vít gỗ, đây là máy chuyên băng vít. Mẫu này là hàng công nghệ mới, sản xuất năm 2022, động cơ motor không chở than. Và thực tế các anh xem và tham khảo luôn ha. Đây là cây máy bắn vít nè. Mẫu máy này thì có chứng nhận COLOS, là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Mã của nó là Casno 23 3454-20, vòng tua là 3600 vòng, lực nhịp là 4000 nhịp, có số series. Bản thương mại thì chữ đầu là M77AD nha các anh. Đó, máy này thì made in China, bắn vít là khá là ok. Rất là ngon lành cho cây máy bắn vít ha. Còn đây là cây máy phoan, là phoan gỗ, phoan sắt, có búa để phoan tường, phoan bê tông, ngon lành. Cấp số 1 và số 2, đầu kẹp chạy khá là chuẩn nha các anh. Rất là đồng tâm luôn. Ngon lành. Cây này thì hàng nhập Mỹ, có chứng nhận COLOS luôn. Có số series, mã của nó là Casno 3404-20. Này ngon lành ha. Mẫu này nhìn rất là ngắn gọn luôn, chiều dài cỡ 15 cm, nhìn đẹp ghê luôn các anh. Mẫu này nhìn rất là ngầu, động cơ motor không chở than, có móc treo, có đèn báo pin, đèn báo pin này ha, và đèn chiếu sáng luôn, móc treo luôn. Mẫu này mới nha các anh, xài pin M12 luôn ha. Mẫu này cầm rất là vừa tay, rất là nhẹ tay nha các anh, tầm đâu đó khoảng 1 kg à. Combo mẫu mới, máy khoan với máy ăn vít nhìn rất là đẹp. Rồi đây Thắng Phạm thử review. Bắn vít gỗ khá là nhanh luôn, có chế độ là bắn ống vít tự động số 1 thì bắn khá là nhẹ nhàng. Số 1 là bắn ống vít nhỏ nhẹ luôn ha. Và đây mình lên chế độ số 2. Số 2 bắn mướt ghê các anh. Đây là chế độ bắn ống vít tự động nha các anh, bắn nó sẽ gõ từ từ vào ha. Chế độ bắn ống vít là khá là mượt, rất là nhanh luôn ha. Ngon lành. Cho cái máy bắn vít Milwaukee M12 ha, 3453-20 nha. Rất tuyệt vời. Đây thì khoan, đây là khoan nè, đây khoan ở đây đi ha. Rồi quay sát xuống nha. Phoan sắt chạy ngon lành, số 1, số 2 đều phoan được ok. Số 2 ha. À.
khoan cái lỗ mũi khoan nó tròn vo luôn ha, khá là tròn luôn đó, rất là đẹp. Đây khoan gỗ ở đây. Khá là ok, đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, mình thao tác mở ra khá là dễ dàng nha các anh. Sẽ bắn vít gỗ ha. Đó, ngon lành luôn. Đây thì có chế độ bắn ống vít là chế độ số nha, cấp trượt ha, số 1 ha. Nó sẽ đủ lực, nó sẽ tè đó. Rồi mình tăng lên số 4 nha, mình tăng lên số 4 đi, nó sẽ xuống được một chút đó. Số 6, rồi số 8, rồi số 10 đó. Nó sẽ không có còn cấp trượt nữa nha các anh. Khi mà đủ lực và đủ tải đó, nó sẽ gõ tè tè ha. Luôn nha, chạy mạnh luôn đó. Cái máy này á, hình như là chống giặt á, nó sẽ ngắt nha các anh. Đó, khi mà bắn vít đủ lực á, là nó sẽ ngắt ha. Có chống giặt bảo vệ cổ tay nha. Đây nè, bắn ở đây xuống đủ lực nó sẽ ngắt motor ha. Đó, này, đủ lực ngắt motor nè. Đó, vậy là bắn vít vô đủ lực sẽ ngắt motor. Đó, giống như có chức năng chống giặt bảo vệ cổ tay vậy đó. Đó, ngắt ha. Đó, bóp cò mà máy ngắt nha. Báo pin tín hiệu là này còn pin. Đó, còn pin chứ không phải là hết pin ha. Mà là bắn ống vít nó đủ lực nó sẽ chống giặt, nó không có làm giặt ngang nha. Đó, bảo vệ khá là ok luôn. Máy khoan 3 chức năng, pin 12V, Milwaukee 3404-20, chứ bắn vít đồ ha, là chế độ hình mũi khoan nè. Bắn đủ lực nó sẽ ngắt motor, chống giặt bảo vệ cổ tay. Bóp cò máy ngắt ha. Tín hiệu là chống giặt luôn nha, áp dụng cho máy M12 luôn. Rồi, khá là hay. Đó, chức năng rất là hay. Cho cây khoan. Rồi ok, và như vậy các anh xem em review, các anh nên tham khảo ha. Combo máy khoan với máy bắn vít mẫu đời mới. Máy khoan thì bắn vít có chức năng ngắt lực điện tử khi chống giặt bảo vệ cổ tay, mà mình dặn quá tải nó giặt ngang nó sẽ ngắt nha các anh. Có chống giặt bảo vệ cổ tay áp dụng cho máy M12 luôn. Cái máy bắn vít này lực mạnh là cỡ 168 newton, bắn vít khá là khỏe luôn ha. Và cây này xài pin 12V, 3 chức năng, chức năng gõ vít từ từ, chống gãy vít,
mã là 3454 3453 gạch 20. Đó, cây phan cho vít mẫu mới nhìn đẹp không các anh? Đó, mẫu này các anh xem video và tham khảo, có nhu cầu mua combo máy này thì alo anh em ha. Có số điện thoại ngay trên màn hình. Các anh xem video và thấy được ok, cho em xin một like với nha. Cảm ơn các anh đã đón xem và theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.